Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 6 trong loạt clip luyện tập Côn Nhị Khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 6 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn va côn vào bắp tay như sau này. Đối với thân côn này, các bạn chia đôi ra, chia đôi lấy cái điểm giữa, các bạn cầm vào giữa thân côn cho mình. Tiếp theo, các bạn đưa tay lên thế này. Chú ý như sau, cái cửu tay ngang bằng vai. Đấy, đoạn này là thẳng này. Và đoạn dưới này lên là đoạn vuông góc. Và thân côn chạy ngang ra và rủ xuống, cái dây côn rủ thẳng xuống. Cái phần tay mình cầm ở giữa côn thì phần tiếp xúc với cái bắp tay của mình cũng là tầm khoảng giữa côn như thế này. Đây là cái khung mà các bạn cần làm được nhá. Đây, vuông góc lên như thế này. Đó, đây, cầm côn rất bình thường, sau đó đưa lên như này, vuông. Để lát nữa chúng ta lấy quan tính chúng ta va như này. Các bạn chú ý này, khi mà làm động tác này, cái cử tay này phải thẳng. Đây, thẳng so với vai. Không được chạy xuống, không được nâng lên cao nhá. Đấy là chú ý thứ nhất, không được chạy xuống. Bởi vì khi bạn chạy xuống thế này, côn thận sẽ bị chéo và nó sẽ đập vào cái chỗ này của các bạn. Đập vào đây, gây đau buốt. Và đợt đằng sau phía này gây đau bút ở đây giống như bị giật ấy nhá, này nó sẽ gây đau này. Hoặc là khi mà cho lên cao quá thì cái phần nuôi côn này sẽ đập vào bắp tay của chúng ta, thì cái lực tâm và cái lực ở đây, lực vi tâm đây nó lớn sẽ gây tổn thương cho bắp tay của chúng ta đấy nhá, các bạn chú ý nhá. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện này. Bạn Đức đứng giữa để mình hướng dẫn. Nào, giơ lên này, đúng rồi, đây để tầm này nhá. Cái này có lên một chút này, đấy, để tầm này. Nó sẽ va vào bắp tay tầm chỗ này. Đấy, chuẩn bị. Va ra trước ra sau này, up. Bắt đầu chúng ta chỉ cần làm nhẹ nhàng như vậy thôi. Khi chuyển chúng ta dìm côn, đẩy côn ra tầm này thì tay chúng ta đưa sang bên này, cầm ngược lại như này, cầm đúng vào cái phần này luôn, cầm như này luôn này. Cầm vào đây, sau đó chúng ta đưa sang bên trái. Đấy, chúng ta tập đánh tiếp bên trái. Đấy, và lúc đó gần như là chỉ có cái khuỷu của chúng ta hoạt động này, lật cả cánh tay chúng ta giữ nguyên, phần này giữ nguyên và chúng ta lật cái này thôi này. Tiếp tục, chúng ta sẽ dùng đến côn thứ hai. Với động tác này chúng ta tập luôn côn thứ hai nhá. Vẫn cầm giữa thân côn này. Đấy, đưa ra sau này, chuẩn bị này. Với động tác này tập cực kỳ là mỏi cánh tay luôn. Đấy nhá, đứng hai chân tập bằng vai để ngang ra như này. Và chúng ta tập đánh up cùng chiều. Tiếp tục, chúng ta sẽ va ngược chiều nhau, tay phải ra trước này. Khi mà tay phải hất lên ra để ra sau thì tay trái đánh ra trước thế này nhá. Chuẩn bị này, up. Đó, va ngược chiều nhau nhá. Đấy, và tiếp tục làm thì mình sẽ đến bên này. Đấy, đi sau. Các này tập cực kỳ mỏi tay. Ôi, tiếp tục này,
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cũng là tập va tay như thế, nhưng chúng ta sẽ kết hợp với một số không ở bên ngoài như sau. Tập luôn hai tay nhé. Đây, đưa lên, xoay số không một cái rồi va, đưa vào trong, xoay số không ngoài một cái va, đưa ra đằng sau. Đấy, xoay va, xoay va, xoay va. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây nha, chỉ cho các bạn này. Để đằng sau này, xoay số không ở ngoài rồi đưa vào trong, xoay số không ở ngoài rồi đưa đằng sau, số không ở nha, số không ở ngoài đưa vào trong, ngoài ra sau, ngoài đưa vào trong. Đấy, sẽ như này này. Ôi, tiếp tục bạn đi tiếp đứng nữa. Tiếp tục này, bây giờ sẽ là số 0 và bắt tay kết hợp số 0 nhưng mà lại là ngược chiều nhau. Nào, ok. Đấy, để sẵn tay nhá. Ốc, xoay ngoài, và xoay ngoài, và đúng rồi, chính xác. Đó, rồi bạn Đức xoay ngay cho các bạn xem nào. Đó, để ngược chiều nhau có thể được số không. Vừa rồi là clip thứ 6 mình hướng dẫn cho các bạn tập va côn và bắp tay đơn một tay, kép hai tay cùng chiều, ngược chiều và kết hợp số không ngoài cùng chiều và ngược chiều. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp thu tốt. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc